Mậm chào cả nhà nha. Họ đang ở đây là trên đường Lê Dưỡng cả nhà ơi. Để mình qua khu Landmark 81 có việc. Mình quay cho cả nhà cùng xem luôn, chết bà không? À, trái được. Đây trước mặt chúng ta là ngã tư Lê Dưỡng Đinh Tiên Hoàng cả nhà ơi. Bên kia là Tôn Đức Thắng nè, bên tay trái là Tôn Đức Thắng nè. Rồi trời chuyển mưa rồi. Sài Gòn lại mưa nữa cả nhà ơi. Wow, Sài Gòn lại mưa. Nghỉ lễ có mấy ngày mà ngày nào cũng mưa hết trơn cả nhà. Chiều nay là rồi xong rồi đó, nhưng nói chung là Sài Gòn là tin cái cầu là xong rồi đó cả nhà. Xong cái vụ tin cái cầu rồi đó. Không còn cái vụ mà tin khí cầu nữa đâu nghe cả nhà ơi. Mưa kiểu vậy là sao mà thả tin khí cầu thiết kiết gì được nữa. Sao mà mấy cái tụi mình ra ti vứt tiếc gì đâu mà nó canh sao hay thiệt nha. Hàng gạo mới lên cái là nó rẻ. Không hiểu luôn á. Nó rảnh nó không thiệt á. Ngứa tay thì đâu cũng rẻ hết trơn. Nhà qua đang xây bên tay phải Master Home mà. Master Home cả nhà ơi. Căn bàn giao tòa nhà căn hộ thương hiệu hả? Hàng hiệu chứ lộn. Hàng hiệu quá ghê vậy. Bên tay phải là khu nhà giàu nghe cả nhà. Khu nhà giàu. Wow. Nhà giàu mới nổi. Một căn biệt thự ở đây là biệt thự là mấy trăm tỷ đó cả nhà. Mấy trăm chục tỷ tư thôi là giá cũng có 5-6 tỷ, 7 tỷ, 10 tỷ, mười mấy tỷ, 20 mấy tỷ là chung cư cả nhà. Còn mấy căn biệt thự phía dưới là 500-600 tỷ có, 300-400 tỷ có cả nhà ơi. Ốc Fishing to cầu Văn Thánh 2. Trước mặt chúng ta là metro nha cả nhà. Và chúng ta là metro. Tiếng metro khúc này nó đi nổi rồi cả nhà ơi, khúc trong đường Lê Lợi thì nó đi âm, ra tới ngoài này nó đi nổi lên rồi. Trước mặt là cầu Thủ Thiêm nha nha, quẹo phải là cầu Thủ Thiêm. Đó, cầu mới. Đây giờ làm quá trời cầu qua bên kia luôn. Sinh quát bên sinh quát đây bên tay phải khu nhà giàu đó cả nhà ơi. Một căn hộ chung cư, căn hộ cao cấp không cả nhà. Sài Gòn bên rồi cả nhà ơi. Vô Sài Gòn bên là tiền không mà. Rồi taxi mà nó đợi khách mà quá trời luôn. Ở phía trước này nó làm chắc cái gì đây mà chắc khủng hoảng kinh tế này, nó ngưng lại đây cả nhà. Chứ đây nó rào hàng rào hết rồi cả nhà ơi mà chưa xây dựng. Khu này vài năm nữa chắc nó dễ tỏ mấy cái nhà này luôn quá cả nhà. Vincom. Đây là khu Vinschool và Vincom là cả nhà ơi. Một căn hộ ở trong khu này á, là giá dao động từ 6-7 tỷ cho đến 20 mấy tỷ cả nhà, có khi 25-27 tỷ. 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ cả nhà. Và những cái khu mà cao cấp này nó lại nghịch lý luôn nữa cả nhà. Nghịch lý cái là căn hộ, thí dụ mà căn hộ tầng 3 mấy, 2 mấy rồi nó lại giá nó lại thấp hơn cái tầng 4 mấy nữa cả nhà. Lên càng cao giá nó càng mắc cả nhà ơi. Ví dụ này 18 tỷ là ở giữa đúng không? Lên trên nó lại là 20 mấy tỷ. Nghịch lý là vậy cả nhà. Nói chung là hình như là người ta có xu hướng là càng giàu người ta thích lên càng cao đó cả nhà. Đẹp không? Đúng không? Thư là mua ở căn đây không? Ở đây có trường mầm non Vinschool luôn. Khu này Vinschool nó có đầy đủ luôn cả nhà ơi. tiện ích tiện nghi vậy luôn. Vincom Sài Bắc. Quá đẹp cả nhà ơi. Cấm đổ xe khu vực này. Ô tô đổ khách mấy phút thôi. Thư đi bộ lên đó coi không? Thư đi bộ lên công viên coi không? Chụp hình gì không? Nó nói là bóp nó dành tiền nó mua căn đây lại rồi. Vậy hả? Đây quá, nhìn quá hiện đại cả nhà ơi, quá đẹp luôn. Đây cầu Bộ Hành đi qua bên bãi xe nè cả nhà. Ở đây được cái là bãi xe là để bên tay phải nha cả nhà. Để bên dưới hầm đào làm hầm dưới công viên á cả nhà, bãi xe là làm hầm dưới công viên. Bên tay phải là công viên của khu đô thị đó. Thì giờ này nó làm công viên, không biết sau này sao thì mình không biết nha cả nhà. Còn phía dưới khu Vinhome này cả nhà là nguyên cái siêu thị là nó liên kết nhau, tất cả các Vinhome lại với nhau luôn cả nhà. Từ Landmark 81 là trước mặt chúng ta là tòa nhà vĩ đại hiện bây giờ đang là cao nhất thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Còn không biết sau này thì sao không biết. Như Hà Nội đang có mấy tòa nhà đang chuẩn bị số ngôi rồi cả nhà ơi. Đó. Đây bên cây phải là công viên nó làm đẹp quá là đẹp luôn cả nhà. Có đường đi bộ xuống hầm lấy xe. Giá thì mơ ước luôn cả nhà. Từ 7-8 tỷ cho đến gần 30 tỷ. Đây, đồ villa Vincom nè cả nhà. Còn ở đây thì khỏi nói luôn cả nhà. Đây khu villa đây. Bên tay phải là khu villa đó cả nhà. Là một căn trong đó là mấy trăm tỷ cả nhà. Có căn hình như là 600 tỷ luôn á, 5-600 tỷ, 4-500 tỷ vậy cả nhà ơi. Tùy theo diện tích đây cả nhà, tùy theo số tầng. Nhưng mà như nó xây như số tầng nó cao bằng nhau, chắc đó có thể là diện tích nữa cả nhà. Kinh khủng luôn á. Đó. Đó là bên tay phải là khu nhà giàu đó cả nhà. Khu kêu là đại gia VIP đó, siêu VIP đó, siêu VIP đó. Là chui xuống cầu Sài Gòn và đây là đường metro luôn cả nhà, đi chui xuống metro luôn. Rồi mưa tới nữa rồi cả nhà ơi. Đây là mình đang đi trên đường Điện Biên Phủ nè cả nhà. Từ trong Nguyễn Hữu Cảnh mình đi ra nha cả nhà ơi. Wow, mưa gió, mưa rồi, chút ơi, tiêu rồi. Lễ mà vậy là không ổn rồi. Bão sao la cả nhà. Nó không có đổ bộ vô đất liền Việt Nam nhưng mà nó ảnh hưởng cả nhà. Nó giống như áp thấp vậy á. Rồi Rồi cả nhà ơi, lượng áo mưa thôi. Mặc áo mưa vô cái nó bớt mưa lại cả nhà. Đúng là Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt thiệt. Lúc nắng lúc mưa, lúc mưa lúc nắng. hơn à. Mới vào nhẹ luôn. Bên tay trái là cổng số 4 bến xe miền Đông nha các nhà, cổng 5. Cổng 4 và cổng 5 của bến xe miền Đông. Mình đang đi đường này là đường này nó cặp bến xe miền Đông nè các nhà. Cái Đông cũ nha các nhà. Cho thuê nhà nguyên căn 8,5 mét nhân cho 15 mét. Trước mặt chúng ta là đường Đinh Bộ Lĩnh rồi đó. Bên trái là cổng số 1, số 2, số 3 của bến xe miền Đông nha cả nhà. Đó, bên tay trái là cổng vô 1, số 2, số 3. Vô cũng ra thì cũng bên này luôn. Đây, đây là cổng số 3 đây. Cổng số 3 này là điều khiển là hàng hóa đi ra vô. Lớn luôn quá, nước còn quá trời luôn, nó rút chưa hết nữa cả nhà ơi. Hên là mình vừa tới là nó vừa ngưng mưa luôn á cả nhà. Nãy bên kia mắc mưa có một tí xíu à, qua tới đây là nó ngưng mưa rồi, hên vô cùng luôn á. Chân Long rồi chứ chưa phải Nhân Đồng cả nhà. Không, phải còn Bình Lợi rồi trái còn Văn Kỳ. Hôm nay nói nơi Chân Long thôi chứ chưa tới Nhân Đồng. Giờ Nhân Đồng mình đâm thẳng qua luôn nha cả nhà. Thích đi đường này quá bởi lộn cả nhà ơi. Đây trước mặt chúng ta đây là ngã tư Phạm Nhân Đồng nha cả nhà. Về trái là mình vô sân bay nha cả nhà. Mình đi vô trung tâm, còn quẹo phải đó là mình ra Thủ Đức, mình đi Bình Dương, Đồng Nai, Bình Dương rồi luôn nha cả nhà. xin kết thúc ở đây nha cả nhà. Cả nhà thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, like, chia sẻ nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Trời ơi, đây sập dê quá trời luôn.